Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, với lượng dân số gần 100 triệu người, mức tiêu dùng hàng dệt may hiện nay chiếm từ 5 đến 6% chi tiêu của người dân, tương đương từ 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Con số này cho thấy đây là thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp nội địa. Ngành dệt may Việt Nam luôn tự hào là một trong ba cường quốc hàng đầu về xuất khẩu hàng dệt may trên thế giới. Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp lại chưa chú trọng đến sân nhà và nhường đất cho các hãng thời trang nước ngoài. Ý thức về vấn đề này, vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp dệt may trong nước đã không ngừng đầu tư, cải tiến kỹ thuật, tăng cường chế tạo mẫu nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên mỗi sản phẩm. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam VITAS, hiện Việt Nam có 158 thương hiệu may mặc trong nước. Hầu hết, các doanh nghiệp đều ý thức được việc đưa thương hiệu của mình vào các sản phẩm và không bị phụ thuộc vào các thương hiệu nước ngoài. Ngành dệt may Việt Nam cũng đang từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa, cũng như chú trọng phát triển thị trường trong nước. Trong đó phải kể đến các chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hay các chương trình đưa sản phẩm dệt may vào khu công nghiệp khắp cả nước, đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa, mở rộng phân phối. Phần lớn cái năng lực sản xuất của dệt may Việt Nam là để phục vụ cho sản xuất xuất khẩu, cho nên là việc tiếp tục nâng cấp ngành dệt may Việt Nam lên một bậc thang cao hơn trong chuỗi giá trị của ngành dệt may thế giới chính là việc xây dựng các thương hiệu của mình. Nó phải được bắt đầu từ thị trường trong nước, được sự ủng hộ của người Việt Nam với các thương hiệu của Việt Nam. Nếu 100 triệu người Việt Nam trở thành các đại sứ của các thương hiệu Việt Nam, thì thương hiệu Việt Nam mới có cơ hội để có thể lan tỏa phát triển ra khu vực và hướng tới các cái thị trường lớn trên thế giới, nơi là trung tâm tiêu thụ của ngành dệt may và thời trang của toàn thế giới. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các thương hiệu ngoại tại thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã chuyển hướng tập trung vào phân khúc thị trường ngách để tiếp cận người tiêu dùng trong nước. Người tiêu dùng giờ đây đã dễ dàng mua sắm các sản phẩm may mặc của doanh nghiệp trong nước sản xuất. Nhiều doanh nghiệp trong nước như Tổng Công ty May 10 đã khá thành công trên thị trường nội địa với dòng sản phẩm như May 10 M Series, Expert, Prestige, Classic, Pharaon Series, Pharaon Advanced, vân vân. Còn Tổng Công ty May Nhà Bè đã biết tận dụng thế mạnh là đơn vị có nhiều dòng sản phẩm cao cấp phù hợp với giới công sở, nên chọn riêng cho mình mảng thị trường may đồng phục để phục vụ nhu cầu của đối tượng tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, ngân hàng trong cả nước. Thương hiệu của Nhà Bè cũng được đánh giá rất là cao, cho nên tất cả các cái thương hiệu lớn đã tìm đến Nhà Bè để đặt hàng. Thì điều đó cũng tạo ra một cái thế cạnh tranh, cũng như là làm cho cái doanh thu tiêu thụ của Nhà Bè trong năm 2018 tăng lên. Thì cái xuất khẩu cũng tăng là khoảng 15-20% trong năm 2018. Đối với kế hoạch 2019, thì để đáp ứng cái tốc độ tăng trưởng đặt ra cho Tổng Ty May Nhà Bè, thì Nhà Bè cũng đã có một kế hoạch phát triển sâu rộng vào các tỉnh miền Tây. Thì hy vọng với sự phát triển sâu rộng này thì cái doanh thu tiêu thụ cũng như là cái hoạt động kinh doanh của 2019 của Tổng Ty May Nhà Bè sẽ tốt hơn. Tổng Công ty May 10 chúng tôi thì với cái quy mô là 18 nhà máy trên 7 tỉnh thành phố và khoảng 12.000 lao động. Và trong cái cơ cấu của doanh thu thì cái tỷ trọng doanh thu xuất khẩu là chiếm 80% và thị trường nội địa là chiếm 20%. May 10 chúng tôi cũng là một trong những cái doanh nghiệp mà có thể vào top đầu của những doanh nghiệp có năng suất lao động cao, bởi vì chúng tôi đầu tư máy móc thiết bị rất là hiện đại và trình độ người lao động cũng như là trình độ kỹ thuật của May 10 thì cũng rất là tiên tiến. Những năm trước thì chúng tôi hay tham gia hội chợ ở nước ngoài, ví dụ như Đức, Hàn Quốc, và Nhật Bản và các nước khác. Nhưng gần đây thì chúng tôi cũng muốn là giới thiệu với người tiêu dùng trong nước biết đến sản phẩm thêu của Minh Trang rộng khắp. Ví dụ như tôi tham gia hội chợ Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ thương mại của các tỉnh và thường xuyên đi theo Sở Công Thương đi tham gia cái chương trình kết nối cung cầu để giới thiệu cái sản phẩm của công ty mình cho nhiều người trong nước biết đến. Dù đạt kết quả tích cực, nhưng theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, việc nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế trong việc tiêu dùng các sản phẩm hàng Việt, đặc biệt tại các vùng thành thị, tâm lý xính hàng ngoại nhập vẫn còn chiếm đa số. Công tác tổ chức hội chợ triển lãm chưa thu hút được các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh tham gia, chưa kết nối được giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Sản xuất trong nước là một cái nhiệm vụ chiến lược trọng tâm của ngành dệt may Việt Nam chúng tôi. Các cái sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam, bây giờ chúng ta đã chủ động được cái chiến lược, cái phần cung thiếu hụt của nguyên liệu trong nước. Các thương hiệu của chúng ta bây giờ sản xuất trong nước như sản phẩm sợi,
vải, phụ liệu, chỉ may và các hệ thống bao bì đóng gói đều hầu hết 70% là chúng ta sản xuất trong nước rồi. Thứ hai mà tôi cho rằng là các cái sản phẩm xuất khẩu của chúng tôi bây giờ chủ lực ba cái mặt hàng mà có chiến lược lớn ấy, đó là vấn đề các sản phẩm may mặc các loại, hay là các cái sản phẩm liên quan đến phụ liệu vải các loại, hoặc là các sản phẩm về ngành công nghiệp phụ trợ, vải địa kỹ thuật, thì đều là thương hiệu của chúng ta đã xuất khẩu ra thị trường thế giới. Thị trường may nội địa hiện vẫn còn dư địa lớn. Với nhu cầu tiêu dùng của gần 100 triệu dân thì sản phẩm ở các phân khúc đều khá cao. Tuy nhiên thực tế không thể phủ nhận là các doanh nghiệp may chưa chen chân được vào phân khúc hàng bình dân. Bởi vậy, việc tìm kiếm và khai thác thị trường ngách được xem là bước đi dần chiếm lĩnh thị trường may mặc trong nước, chinh phục người tiêu dùng và tạo sức lan tỏa.